Melia xin gửi lời chào đến tất cả các chị. Nếu như mà các chị hỏi em Trang rằng là trong mùa hè thì chúng ta cần điều gì nhất, chắc chắn rằng em Trang sẽ trả lời ngay với các chị rằng là một mẫu váy hoa xinh đẹp như thế này, đúng không nào? Bởi vì chắc chắn là mùa hè nó sẽ là mùa du lịch, là mùa để chúng ta sẽ có hẹn với những miền đất hứa này. Và hãy thử tưởng tượng xem khi đến với Đà Lạt, Đà Nẵng hay là Hội An thì các chị diện mẫu đầm này thì các chị chụp ảnh sẽ đẹp như thế nào, đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ các chị hãy cùng tìm hiểu về mẫu đầm này cùng với em Trang nhé. Với cái đặc tính đấy chính là co giãn, thoải mái và dễ chịu, các chị đã biết đây là đặc tính của chất liệu vải nào chưa ạ? Lụa seri cao cấp các chị em nhé. Lên form váy vẫn cực kỳ là tuyệt vời, đúng không nào? Và với mẫu đầm này thì tông màu chủ đạo của em ý sẽ là một cái tông màu xanh min. 2021 nó sẽ là năm để những cái sự basic và tối giản được lên ngôi. Và cái gam màu này, Trang nghĩ rằng là trong 2021 nó sẽ là một cái gam màu quán quân và thực sự rất được lòng các chị em luôn nhé. Và trên một cái gam màu xanh xinh đẹp như vậy thì chúng ta sẽ có những họa tiết hoa. Và Trang nói rồi, những cái họa tiết này nó sẽ làm cho chiếc váy của chúng ta mang đậm hơi hướng của mùa hè, rất đẹp luôn, đúng không ạ? Và có một cái điều rất là hay đấy chính là khi mà chúng ta mặc những em đầm hoa thì bao giờ trông chúng ta cũng sẽ rất là trẻ, đúng không ạ? Với mẫu đầm này thì điểm đẹp nhất có lẽ chính là ở phần vai, với một phần thiết kế vai cách điệu, vai trễ thì nó sẽ làm tôn lên cái đường cong cũng như là tăng thêm những cái sự gợi cảm khi mà chúng ta mặc mẫu đầm này lên người, đúng không ạ? Và các chị thân mến, chúng ta sẽ có hai đường dây quay mảnh để đỡ nhá. Nó tôn lên cái sự sexy nhưng tuy nhiên là vẫn có thể đảm bảo tối đa cái sự lịch sự và thanh lịch tối thiểu cho mẫu đầm này. Điểm nhấn thứ hai có lẽ đấy chính là những cái đường xếp ly ở bụng. Trang đánh giá cao những đường xếp ly này bởi vì thực sự nó được đặt ở một vị trí rất khéo để làm cho cái vòng eo của chúng ta đạt được hiệu quả che bụng một cách tuyệt đối, đúng không ạ? Với cái mẫu đầm này thì nó sẽ có cái dáng tỷ lệ rất là đẹp nhá, dài quá gối. Chính vì vậy nên là với mẫu đầm này thì chúng ta không chỉ là mặc đi du lịch đâu, mà chúng ta hoàn toàn có thể mặc đi gặp gỡ đối tác hay là đến những cái buổi event, sự kiện quan trọng mà đòi hỏi sự thanh lịch và lịch sự, đúng không nào? Còn nếu như mà chúng ta đang cảm thấy yêu mến và cảm thấy muốn dinh ngay mẫu đầm này về nhà rồi thì chắc chắn là ngay bây giờ chúng ta sẽ có thể ghé thăm các cơ sở của Melia ở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh các chị em nhá. Hoặc nếu như mà các chị xinh đẹp của Trang không có thời gian thì chúng ta hãy tham gia vào một chính sách mua online cực kỳ là ưu đãi của Melia. Các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt chúng ta được miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.